Hello, xin chào các bạn nha. Mình tiếp tục lên video qua cho các bạn coi một câu ấp ngày thứ bảy có gì nha các bạn. Đây là tổng thể cái cảnh quan chuồng chim của mình nha. Mình thì nuôi thả rông thôi, nuôi quần thể thả tự do chứ không có nhốt. Cái này hồi chuồng này là hồi xưa mình cũng không có định nuôi bồ câu. Chuồng này hồi xưa mình định xây để nuôi ếch nè. Nói chung là nuôi ếch mình nuôi nó không thành công các bạn. Mình cũng nghiên cứu rồi mình thử nghiệm nhiều thứ, cuối cùng mình chuyển qua mình nuôi bồ câu cũng được gần 2 năm rồi các bạn. Mình giải chuồng này bồ câu hết nha. Mình vô nó mới bay ra ngoài. Đủ các loại trứng. Trứng. Rất là nhiều đủ loại nha các bạn. Đây, mới nở con nè, con này mới nở còn khô còn ướt luôn nè, con này cũng mới nở nè, trứng này sợ mỏ nè, gần nở nè, đấy, nó nứt nứt đấy. Nhưng mà đây mình dì lỗ tay vô mình nghe nó cắn cái vỏ rột rột luôn nha các bạn. Đây. Sao đây mẹ cho ăn xong nó đói không biết. Đây là xinh xắn xinh xắn này đây. Cái ổ mà mình mấy nay mình lấy mình quay video cho các bạn là ổ này nha. Đấy. Mình là đem qua góc bây giờ cho nó tối mình dễ quay. Các bạn, con chim này nó mới đẻ, cái trứng nó còn ướt luôn nè các bạn. Nó mới đẻ tức thì luôn nè, cái trứng còn ướt như dính lông rồi không? Đấy, xa thấy trứng nó ướt luôn, mới đẻ luôn. Cỡ như con này là nặng chim ta mà nặng con này chắc tầm khoảng cỡ gần 4 lạng. Này có tầm khoảng 3 bữa nữa là mình bán. Là người ta xuống bắt. Quay lại chủ đề chính. Vẫn là cặp trứng cũ. Mình tiếp tục quay cho các bạn coi ha. Đấy, ngày thứ bảy. Đấy, có cái gì khác biệt không? Đây nha, thấy rõ nha các bạn. Gân máu bây giờ là nó hiện rất là đậm rồi nha. Trước mới là nó đen, cái vỏ nhìn từ ngoài nhìn thấy nó cũng đen rồi. Con nó hình thành đó các bạn. Đây là cái vỏ trứng nó sẽ đen, nó không có còn trắng trong như hồi xưa, hồi trước nó mới đẻ nữa. Đây nhìn là hết khác biệt rồi các bạn. Đây là trứng ấp được 7 ngày nè. Nhìn mắt thường mình vẫn phân biệt được luôn. Còn là cái trứng mới đẻ nè. Nhìn những cái màu rất là khác nhau. Đúng chưa? Bên là trắng đục, bên là trắng trong. Trứng nó mới đẻ đấy. 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 Hai quả trứng ấp tới ngày thứ 7. Đấy. Này là cái vỏ trứng bắt đầu nó đen rồi các bạn. Không là đen mà là nó tối màu rồi. Con ở trong nó hình thành, con con đang hình thành đấy, nên thành ra là cái vỏ trứng mà nhìn mình không còn trong suốt nữa như lúc ban đầu nữa nha. Đấy. Vỏ trứng bắt đầu nó đục lần nè, gần máu rất là rõ ha, gần máu bây giờ nó đậm lắm rồi. Đấy. Cho tối quay cho cụ thể cho bạn thấy nha. Đây. Ngày thứ bảy rồi nha các bạn. Cái phần trắng, cái phần nó chia bây giờ nó không còn một nửa nữa. Phần trắng bắt đầu nó ít lần nha. Con bắt đầu chiếm chỗ rồi đấy. Rồi. Hôm nay là video đến đây kết thúc nha. Ngày mai mình lại tiếp tục quay cho các bạn coi ngày thứ 8. Có gì ha. Đấy, mai là ngày thứ 9 chứ. Bữa nay là ngày thứ 8 rồi, mai là thứ 9 mà. Nhầm. Sorry. Ok.